Nhà biên kịch Sử Hàng bị tố quấy rối tình dục nhiều phụ nữ. 6 cô gái đã nộp đơn kiện Sử Hàng về hành vi sàm sỡ, quấy rối bằng ngôn từ khiếm nhã. Nạn nhân chỉ trích ông là yêu dâu xanh đội lốt trí thức. Ngày 1 tháng 5, Sina đưa tin biên kịch kỳ cựu Sử Hàng bị phanh phui hành vi quấy rối tình dục nhiều phụ nữ. Tiểu Hoàng là nạn nhân đầu tiên đứng ra công khai tố cáo Sử Hàng. Cô cho biết gặp gỡ nam biên kịch tại một liên hoan phim vào năm 2019. Sau thời gian quen biết, Sử Hàng mời cô đến chơi nhà. Tại đây, Sử Hàng có hành vi đụng chạm cơ thể khiến Tiểu Hoàng sợ hãi và bỏ chạy. Sau khi về nhà, Tiểu Hoàng nhận được tin nhắn khiêu khích từ biên kịch với nội dung "Anh không thể kiềm chế trước em. Cảm ơn đôi tai tuyệt vời của em nhé." Theo Sina, Sử Hàng bị nạn nhân gọi là côn đồ văn hóa, yêu dâu xanh đội lốt trí thức. Ông có hành vi khiếm nhã như nói lời tục tĩu, đụng chạm thân thể nhiều phụ nữ ở nơi làm việc, địa điểm công cộng và trong xe hơi từ 10 năm trước. Phóng viên Nhân dân Nhật Báo cho biết họ nắm giữ đầy đủ bằng chứng Sử Hàng quấy rối tình dục 3 phụ nữ. Một cô gái trong số đó đã bị ông chụp lén, nhắn tin bình phẩm dung tục về cơ thể. Ở lần thứ 2 gặp nhau, người phụ nữ bị Sử Hàng sàm sỡ, ôm hôn ngay trong phòng họp. Sau vụ việc, nạn nhân bị sang chấn tâm lý, rối loạn căng thẳng. Phóng viên các trang tin tức ở Trung Quốc liên hệ với Sử Hàng nhưng bị ông chặn cuộc gọi và tin nhắn. Hiện, cảnh sát đã thụ lý 6 đơn khiếu nại hành vi quấy rối của Sử Hàng từ nạn nhân. Sử Hàng sinh năm 1971, là biên kịch của các bộ phim như Anh Hùng Xạ Điêu, Lồi Vũ, Tiểu Thời Đại, Bắc Kinh Em Yêu Anh. Do vướng cáo buộc tình dục nghiêm trọng, hiện hoạt động nghệ thuật của Sử Hàng đều bị tạm dừng. Sự kiện ra mắt sách ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 30 tháng 4 của ông bị nhà xuất bản hủy bỏ. Đơn vị phát hành cũng tuyên bố xóa bản xem điện tử, ngừng tái bản cuốn Thiên Đường Tình Yêu đầu tiên của Phòng Tư Kỳ do Sử Hàng sáng tác.